Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Marvel Conquest of Champion siêu anh hùng đại chiến. Và mình là Thành EZ đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì ok, chúng ta sẽ có thêm cái gì đây? Đây là một cái Sentry à? Đây phải là Sentry không? Sao nó đỏ lừ này? Chắc là mua cái này bằng cách là sẽ có thể được một thằng tướng 3 hay 4 sao đây. Nó sẽ có giá là 111.000 Việt Nam đồng à? Hoặc là 223.000 này, được 5 cái Jeans Crystal, 250 cái 4 sao Star Hero, cái mảnh Crystal và một cái Energy. Rồi thì chắc là không có tiền đâu, thế mình đánh cầy chay vậy. Chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái quest ở đây. Đó chính là sẽ đối đầu với Sentry. Mình đang đối đầu với Sentry đây. Không biết là mình đang đến chỗ nào rồi đây. Ok, mình sẽ đến đây tiếp này. Và mình sẽ đối đầu với một thằng nào đấy. Thằng này tên là gì ta? Nhìn khá là lạ. Nó tên là... nó là Punisher, nhưng mà là của phiên bản là 2099 cơ. Rồi, mình sẽ dùng Rocket Raccoon đi. Các bạn là Rocket Raccoon trong này thì chỉ số nó quá cao so với những thành viên còn lại, vì thế là đánh khá dễ thắng thôi. Lên này này, Punisher 2099 này vào đây em ơi. Nó có cái pin là cái gì kia ta? Ui, nó sạc cái gì gì ở tay kìa, em có thấy không? Này 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 này, rồi đấm phát này chết luôn thôi. Raycon này chiến thắng. Cái nhiệm vụ này chắc là khá là dễ dàng thôi, không quá khó khăn đâu. Mình sẽ đang nó sẽ cho mình nhảy sang cái vị trí khác này. Rồi mình sẽ view sang vị trí A này. À không, mình sẽ sang vị trí 2 đi. Chúng ta sẽ sang phần nào đây? Teleport à? Rồi mình sẽ nhảy sang vị trí đầu tiên à? Cái đầu tiên này mình chơi chưa ta? À như chưa. Mình sẽ đợi được một cái hòm gì đó có 4 sao ở đây này. Và mình sẽ đối đầu với Yondu. Yondu ở trong Guardian of Galaxy. Rocket Raccoon hoàng báo này cũng đủ ăn mà. Yondu nó có một cái nó có huyết sáo điều khiển một cái mũi tên khá là bá đạo. Nhưng mà Yondu chết rồi, chết ở trong cái Guardian of Galaxy phần 2. Nữa nào này, vào này. Black Panther, tháng 2 là sẽ có phim của Black Panther và mình đang rất là nóng lòng để xem bộ phim ở đây. Ủa đấy, nó có cái cục ở cái tên đấy. Để cho anh em này tiện. Ủa đấy ạ. Vãi thật, huyết sáo ạ. Huyết sáo này. Cao đó. Chết đi em ơi. Xong. Vỡ đá mà chết nha. Victory, Black Panther. Tiếp theo ta sẽ đối đầu với ai đây? Phía dưới này chúng ta sẽ đối đầu với rồi, chúng ta xuống dưới luôn. Mới được lựa chọn đường không? Mình sẽ đối đầu với luôn Scarlet Witch luôn. Scarlet Witch này ở trong cái phiên bản là comic này thì nó hơi khác so với phiên bản của MCU trong cái vũ trụ điện ảnh. Scarlet Witch ở trong MCU nhìn xinh hơn nhiều, trong này thì hơi xấu ta, còn đội cái mũ gì chứ. Nhưng mà đây là nguyên bản trong comic nha, trong truyện tranh nha. Ôi đừng, mình cần phải tiết kiệm máu một chút. Không được đâu. Skill này em ơi, chết đi. Mình còn 82% máu. Trận sau thì mình sẽ dùng hàng khác thôi để cho nó đỡ tốn máu của Rocket Raccoon. Tiếp ở đấu boss. Đây rồi. Hyperion phải không? Thằng này Hyperion đúng không? Theo mình nhìn nhớ không nhầm là Hyperion. Có sức mạnh từ vũ trụ siêu nhiên gì đó, 430 gì. Hyperion dừng lại nha, Colossus sẽ hạ em ngay bây giờ đây. Thằng người kim loại, thằng này phải nói đúng là người sắt đấy, nó là X-Men mà. Anh em đừng nhầm với Iron Man nhá, Iron Man là chỉ có bộ giáp thôi. Vào đây này, Hyperion này. Vào đây, thằng này. Dã, sút. Ok, nó có hồi thay thanh năng lượng rồi anh em. Ghê phết. Này này, nhìn ai. Cái kia là cái gì ta? Có rất là nhiều hiệu ứng mà mình không biết nha. Huýt. Thấm nhợ. Nó thổi gió. Ôi trời, tất nhiên sao mình Ammo Breaker, có nghĩa là mình sẽ bị vỡ giáp anh em ạ. Nó phá giáp kìa. Và mình nó có bị có cái gì nó như kiểu cái tia điện ấy, phải không ta? Không phải cái tia điện không? Thôi đai rồi. Nhưng mà mình mất được khá máu đấy. Chúng ta sẽ đánh hết cái thanh năng lượng ở đây. Mình hoàn thành xong cái mình sẽ next thêm sang cái quest mới, sang chapter 3 của cái phần Sentry này. Skip luôn. Rồi, mình sẽ đến đâu đây?
3, 4. Cứ đi thôi. À, 4 đi. Chúng ta sang 4 luôn. Khu vực ở 4 luôn. View này. Rồi mình sẽ teleport sang cái khu vực ở số 4. Spider-Man này. Không quá khỏe đâu trong ngoài team ạ. Thằng này là ở trong X-Men này. Thằng người quái vật xanh này. Mình sẽ đi đấu lên trên. Jean Grey à? Trên là Jean Grey không? À không, đây là Phoenix rồi. Đây là Jean Grey nhưng mà bị Phoenix nhập rồi. Một thực thể cực kỳ bá đạo với hùng mạnh. Phoenix. Sức mạnh của sức mạnh gì nhỉ? Dị nhân là Omega cấp mấy nhỉ? Cấp 4 à? Cấp mạnh nhất đấy. Năng lực tâm linh Jean Grey. Điều khiển tâm trí còn làm cho ông Xavier. Ui chà, làm gì em? Phoenix ạ. Nó có chiêu thức của Phoenix kìa. Kiểu ứng của Phoenix kìa anh em. Làm sao mà có được con này đây? Ôi, nó né à? Né này. Hay. Có rất là nhiều anh hùng trong này nhá. Anh em sưu tập đến mùa quýt cũng chẳng hết được đâu. Cực kỳ nhiều luôn. Số lượng nhân vật đến hàng trăm nhân vật đấy. Nào, chúng ta đối đầu với cái thằng này tên là gì nhỉ? Mình không nhớ tên. Đó. Ôi, quái vật. Đây rồi. Thằng này ở trong giáo sư đi mà. Bạn thân của Xavier, cái ông đầu chọc ấy. Nào, chúng ta sẽ chiến đấu. Ui, chạy cái gì em? Chạy cái gì em? Làm gì? Nhìn ai? Nhìn ai? Nhìn ai? Né ngay. Ơi giận, nó vẫn vả được một phát anh em ạ. Nhưng mà không mất máu. Hiện tại Rocket Raccoon là nhân vật mạnh nhất của mình thôi. Mình còn có 10 thanh năng lượng rồi anh em ạ. Đánh nốt nào. Chúng ta sẽ đối đầu với ai đây? Chúng ta có thể chọn được mà. Lucas Gates này. Rồi phía dưới thì sao? Dưới có Daredevil này anh em. Anh em nào mà có xem phim truyền hình của nó, phải có một phim truyền hình riêng. Rồi ok, chúng ta sẽ đối đầu với Blade. Thằng này săn quỷ đúng không? Có một cái phim về thằng này lâu lắm rồi thì phải. Rất là lâu rồi. Một siêu anh hùng bị lãng quên. Ấy chà, né à? Né này. Né đi. Đánh nó. Ôi đừng. Tụ mày nhờn này vào đây. Rồi ok, khá đơn giản. Chỉ số có khoảng hơn 200 thôi thì nó không thể nào làm khó mình được. Mình sẽ đấu với Daredevil. Không, phát âm hơi sai. Cái thằng này hơi khó phát âm. Daredevil đi. Chiến binh báo đen. Colossus thì khá là khỏe. Elektra cũng có thể hạ gục được. Elektra đây nè. Không quá khó khăn đối với mấy thằng này. Khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ vượt qua nhanh thôi. 200 à? Hơn 200 thì mình hơn quá nhiều chỉ số. Ôi! Không thủ kìa. Không thủ này nó khá trâu. Mình công yếu vậy ta. Rồi mình có chiêu đánh mất máu. Này. Nó thủ ngon thế nhỉ. Này. Phóng này. Phóng phi tiêu này. Như kiểu ninja ấy. Ôi trời ơi, sao mình bỏ tay ra ta? Bị đơ rồi, bị choáng rồi, mất giáp. Rồi mình đánh ấy quá. Chủ quan quá rồi anh em. Cho nó mất máu đi. Đây rồi, mất máu hai phát, được một phát thôi. Chết luôn. Mất nhiều máu thế nhờ. Elektra. Mình nhận thêm được một cái cục để quay ra tướng cấp thấp thì phải. Hay sao? À, cho hết năng lượng rồi nha. Trừ 2 energy này đến được chỗ này nữa thôi. Rồi mình sẽ đợi nó hồi thôi. Có thể sử dụng nhưng mà thôi mình sẽ ra ngoài và chiến đấu cái khác đi. Chúng ta sẽ chiến đấu với người chơi khác trên mạng đi. Nó hay hơn rất là nhiều. Chỗ này mình đang win strike. Nó yêu cầu 3-4 này. 3-4 mình đấu này có vẻ là hay này. Đấu có vẻ là ngon hơn. Cảm giác hơn rất là nhiều. Crossbone và Elektra. Hiện tại mình mới có đủ là 2 cặp thôi. 1155. Summoner cấp 52. Nó tên là gì? Thằng này nó tên là Freeze Manga. Gamora sẽ đối đầu với người kiến. Không quá khó khăn đâu. Sẽ hạ nhanh thôi. Chỉ số này thì mình không sợ lắm. 328, 378. Đánh tập trung thôi. Đây rồi, Gamora. Gamora có thể là chém mất máu. Nào, vào đây.
Này này, này này, nhìn đã. Tốc độ phải như thế chứ. Vào đây, vào đây, vào đây, chém mất máu, chém mất máu này. Nó sẽ mất máu dần, nó không có chiêu hồi máu, cũng không có chiêu tăng giáp. Hào cũng nhanh thôi, hào cũng nhanh thì giật gọn thôi. Nó tụ 3 chiêu mà. Làm gì, làm gì, làm gì. Cứ tụ đi em ơi. Ôi xuôi ôi, đấm thấm đấy. Từ từ thôi. Này 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 này, chém mất máu. Mày vẫn buộc phải dùng tuyệt chiêu. Tự chết. Tức đảo rồi mà, nó hồi đợi ba thanh nó quá lâu. Tự chết vì mất máu, chém mất máu thôi. Không thể nào mà đỡ được luôn. Tiếp theo là thằng Rino. Mình có khả năng đánh độc. À chà, à không, mình không có này, thằng kia mình có khả năng đánh độc. Thằng nó hút độc, à không phải. Cái con xanh xanh mới khả năng hút độc chứ thằng này thì bình thường thôi. Thằng này trâu bò thôi. Tăng công à? Tăng công đi, tăng đi, tăng đi. Mình đấm thấm lắm. Mình là một trong những ác nhân mà. Ok. Thằng này hình như là ở trong cái Red Skull thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm. Nói chung là nhiều nhân vật lắm, không thể nào mà hiểu hết được đâu. Dù mình cũng là một cái fan fanboy của Marvel ấy, mình cũng xem khá chuyện rồi nhưng mà không thể hết biết hết tất cả nhân vật được. Rồi, tiến lên. Ai chà, ai chà, ai chà, ai chà, ai chà, mày đánh đi. Không được tuyệt chiêu thì thua nhé. Ôi, mình đang nghĩ mình kết thúc nó bằng tuyệt chiêu có vẻ ngon không? Không ấy à. Ok, Electra. Bằng mắt diều hậu. Ai chà, thải giá rất là yếu nha. Trong Avenger là chỉ bắn đấy thôi. Sức khỏe là võ thuật một chút thôi. Với khả năng là thiện xạ thôi. Ấy chà, ấy chà, ấy chà. Không nó mất máu nhỉ. Hơi buồn. Hơi buồn. 87 và 64 thì 400. Ồ, chỉ số mình hơn nó à. Chỉ số hơn nó thì đánh thôi, tấn công thôi. Làm gì. Ôi, mình bị choáng à. Đập vào nó mà choáng này. Làm gì em ơi. Quá tèm. Không có cái gì cả. Mất máu đi. Phi tiêu. Hai đát phi tiêu. Thấm lắm đấy. Rồi ôi. Nó bị mất máu nên nó bị gọi là bị động. Nó sẽ cuống hơn. Nó sẽ lao vào mình đủ mấy cách để ăn thua. Nhưng không thể nào mà ăn được. Chúng ta sẽ sang trận ok, chúng ta sẽ có thể dùng Rocket Raccoon next series này. Cho thằng yếu nhất lên trên và cho thằng mạnh nhất ở phía dưới. Đó chính là cái mục đích của mình. Đối đầu với một team 1531. Chỉ số nó khá cao đấy. Ui, 500. Được rồi, ngon rồi, chỉ số trên thì mình sẽ hơn nó được rồi. Chỉ số đối đầu với một thằng Black Man. Mặt trăng. Gì đó. Nào, nào. Mình có xoắn đâu, mình có giáp mà. Mình có giáp rất là trâu, rất là cứng luôn. Làm gì, tốc độ có nhanh được không? Tốc độ nhanh bằng anh không? Tốc độ nhanh bằng anh không? Mặt trăng này, đánh đi. Ôi giời ơi, mình vội quá. Mình vội quá nhưng mình có giáp. Đánh cái mùa quýt nha em. Mùa quýt luôn nhé. Đây này, lúc nào thì cũng trúng thôi. Vào đi. Vào đi. Không vào à, chỉ có 449. Ôi, trận này mình ấy quá. Trận này chỉ số mình cao quá. Thằng làm thế anh dễ thế. 520 với 449. Đây này. Đây này, Thor này. Thor là một cái bài test thật sự khá khỏe. Ôi, ấn nhầm anh em ạ. Ấn nhầm lúc nãy mình. Mình có thể cào nó mất máu liên tục. Cào mất máu liên tục. Cào mất máu liên tục. Cào mất máu liên tục. Hồi lại cào này. Tuyệt chiêu em. 4295. Thấm nhờ. Black Panther là một trong những thằng khá là khỏe. Vút đi. 1, 2, 3. Mình vút nó vứt mất máu nó thấm hơn rất là nhiều. Ôi, bị stun rồi. Đừng 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 đừng. Nào 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 nào. Nhờ thế là đủ rồi. Chúng ta sang trận cuối cùng mà. Rocket Raccoon thì mình không bao giờ đánh giá cao quá về kỹ năng chiến đấu cả. Đấy, khá là chậm. Tay thì khá là ngắn. Nhưng mà thôi, nó có giáp à? Thằng này giáp khó chịu thế nhở. Giáp cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà chỉ số mình cao quá.
Ôi, sở đấm đấm thế. Này này, đánh này, đánh lại. Tuyệt chiêu này. Tuyệt chiêu không dùng à? Không dùng thì thua thôi. 713. Mình nó là hơn 600. Mình hơn tận hơn 100 chỉ số cơ mà. Win. Mình rất thích đánh cái mức độ sao càng cao đánh nó mới hay. Mức độ sao thấp thì đánh không được hay cho lắm. Chúng ta sẽ còn mục tiêu là 1000 điểm ở đây. Để quay tướng thôi, nhưng mà cái quay tướng này hơi cùi. Quay toàn ra 2 sao thôi, may mắn mới ra được. Đây này. Chúng ta sẽ ai cái gì đây? Sẽ phần thưởng này. Nhân 1000 này ngon. 1000 này thì chơi luôn. À không cần được, cái này vừa chơi xong rồi. Rồi cái này nhân được bao nhiêu? Cái nhân là 500. Cái nhân 500 này, 3v3 này, cái nhân bao nhiêu? 250. Chắc là 250 rồi. Đấy, 250. Thì mình sẽ bỏ qua cái 250. Cái nhân là bao nhiêu? 1000 à? 2000 à? 45. 1002. Thôi rồi, mình sẽ chơi cái đầu đi. Cái đầu 500 vẫn là ngon hơn. Rồi, ok. Nào, lên nào. Vẫn là team cũ thôi nhỉ. Thực ra cũng không cần team cũ. Hôm qua mình đánh team này rồi, thì hôm nay mình sẽ đánh từ trên xuống dưới. Bao gồm có này. Đầu tiên là Ultron trước này. Wolverine và Magneto. Ok, cho có Magneto trong team. Magneto, Ultron bị giảm rồi. Gặp thắng ngay thằng Thor chứ. Ultron ơi, Ultron. Khổ thân em. Ultron trong truyện rất là bá đạo luôn, nhưng mà lên phim thì anh em biết độ cùi của nó như nào đấy. Nào, Ultron. Ôi, giật lag, sao giật nhỉ? Sao giật lag nhỉ? Vào đây. Nhiều hướng quá à. Sao mà giật lag thế ta? Giật lag này. Một phát này anh em. Nó có khả năng tiên nó lag thế ta? Hình như cái màn này nó nhiều hiệu ứng quá thì phải. Ui cha. Mày nhờn này. Thò này. Tuyệt chiêu đi em. Không dùng tuyệt chiêu là thua đấy nha. Này. Nó sẽ bị đánh mất máu à? Mình chẳng quay quái gì như kiểu là vuốt viếc mà đánh mất máu này. Lên. Mình biết mà. Mình chẳng cần dùng tuyệt chiêu mà vẫn có thể hạ được nó. Tại vì nó mất máu. Đánh thường mất máu. Nó gọi là mắc thấm luôn. Không phải nói chứ quá thấm. Hình như mình bật cái gì đó nó làm nặng máy. Không có gì đâu. Bật mỗi một cái web mà. Cái quái nào nhỉ? Cái giả lập này nó không được tối ưu hóa thì phải. Cho mấy cái game hành động như thế này. Đấy rồi, Wolverine rồi. Đỡ lag rồi. Này Wolverine. Wolverine có khả năng hồi máu nha. Và có khả năng chém gây mất máu đối phương. Wolverine nằm trong những tướng rất là ngon ta. Đây mình có khả năng hồi máu kìa. Đấy. Thấy chưa? 252 và 254. Hơn 2 chỉ số thì mình dã nó. Chết ngay thôi mà. Hắc Pim. Này nhờ này người kiến này. Sao không hóa đi em? Sao không dùng tuyệt chiêu đi? Không dùng tuyệt chiêu đi. À, đáng lẽ mình nên để dành một cái. Này. Tốc độ chậm lắm. Sải tay ngắn á. Khá là ngắn. Tốc độ chậm quá. 3 trận thắng liên tiếp. Rồi. Tiến lên nào. Magneto đối đầu với người khổng lồ xanh. Nhìn gì anh. Nào. Là một trong những dị nhân hùng mạnh nhất của vũ trụ Marvel đây. Magneto. Người điều khiển từ trường. Từ tính. Mình sẽ để 2 skill đi. Nó có khả năng stun. Đấy, mình biết ngay mà. Dùng chiêu cho em. Dùng tiếp chiêu đi. Vào đây. Nó thủ cũng tỉnh đấy. Ai chà. Được rồi, được. Đấy rồi. Nó bị cái X team là sao ta? Còn cái 2 nổ kia là sao ta? Này. Nó có 2 từ chiêu nha. Cẩn thận là ăn đòn. Ăn đòn vỡ mồm ấy. Tuyệt chiêu đi em. Tuyệt chiêu không dùng à? Không dùng này. Đài đi. Magneto. Bá đấy. Sorry anh em nha. Mình vẫn hơi ốm một chút. Vẫn ốm từ tuần trước. Giờ nó khỏe hơn nhiều nhưng mà vẫn hơi ho. Sắp được thêm 500 điểm rồi nha. Chúng ta cố gắng nào. Đây.
sẽ bao gồm có Storm, Spider-Man, Spider-Man và Gamora thì không dùng được, Gamora 3 sao. Và không được, thằng này thì ok, dùng luôn này cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Tháng 2 trận đầu tiên thôi. 619 và 600 bao nhiêu đây? 622 à? Ngon, người ta sức mạnh này. Tuyệt vời. Tiến lên nào. Storm đối đầu với Captain. Tốc độ nhanh đấy. Lần đầu tiên lâu lắm rồi mình mới bị dính cái đòn đấy. Đánh đi, chiến đấy. Chiến đấy, chiến mày đấy. Chiến mày đấy, chiến mày đấy. Chiến mày đấy. Giật sét. Thấm chưa? Uầy, nó cũng phi được anh em ạ. Phi này, phi này. Phi, ôi giời ơi, mình chủ quan quá chăng? Sởi ơi, thân thủ của Storm cực nhanh. Phải nói là kiểu thân pháp ấy, tốc độ né tránh là mắc nhanh. Không nhanh như nỗi bằng thằng Spider-Man đâu. Spider-Man nó khá là dị. Ôi trời ơi, bắt bài rồi. Xịt, xịt. Mình chơi đùa nó tí thôi, chơi đùa tí thôi. Bắn tơ này, stun. Đấy, cái người nhện lúc nào có cảm giác khá là đã tay anh em ạ. Tại vì nó né nhanh lắm ấy. Thân thủ phi phàm, siêu phàm. Tốc độ mẹ ra đòn mắc nhanh luôn. Này này, quá chậm. Ok. Rồi, mình không kịp thu chân về. Không kịp thu chân về. Ây. Ây. Ơ, mình có giáp rồi nhưng mà mình không ổn đâu nha. Khả năng là bị đánh mất giáp bất kỳ lúc nào đấy. Này này, cực nhanh luôn. Tốc độ mắc nhanh. Này, vỡ đầu. Ôi, tự nhiên là bỏ cái kia làm gì ta. Nhưng may mình có giáp đỡ lại. Quá kém. Vào đây. Nào lên. Ây chà. Ôi ơi, mất nhiều máu quá. Này, sút một phát. Ok man, mình có hai lần giáp cơ. Đánh đến mùa quýt luôn đấy, để thắng được. Rồi thì chúng ta sẽ dừng tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Marvel Contest of Champion. Bye bye. Ok, chúng ta phải thoát ra thôi.